Đó, từ đây mà đi ra quốc lộ 55 rất là gần luôn anh chị. Đó, ngoài kia anh chị có thấy xe chạy ngoài đó không ạ? Ở ngoài kia ha, khoảng vài trăm mét thôi là ra quốc lộ 55 đó rồi. Bất động sản này có hơn 4.400 m². Đó, từ dưới này phòng lên là 93 m mặt tiền đường nhựa này. Trên đất thì hiện tại đang có một cái căn nhà nhỏ ha, nhà vườn nhỏ. Là bất động sản này là có sẵn 320 m thổ cư rồi. Có thể là tách được 4 lô hoặc là có thể mình lên thêm thổ cư được, tại vì đất mình là phủ hồng rồi. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cái chỗ em Điền đang đứng đây thì cũng rất là gần thị trấn Phước Bụ anh chị. Dường như là giáp luôn anh chị ha. Đi quốc lộ 5 xuống đây xíu là tới thị trấn Phước Bụ rồi. Đó, rất là gần. Tiềm năng và tiện ích thì cũng như thị trấn thôi, nhưng mà đất này là đất xã. Em Điền sẽ giới thiệu tới bất động sản này giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ngợp luôn anh chị. Thời điểm trước thì nói chung là mà đất đai có giá đó anh chị, thì bất động sản này rơi vào tầm 18 tỷ đó, nhưng mà đó là quá khứ thôi. Và hiện tại gia chủ mình đang muốn bán cái bất động sản này á, thì có là 4.400 m² và có 320 m là thổ cư đó, thì đang kêu bán là 8 tỷ rưỡi anh chị đó. Thì em Điền sẽ nói sơ như vậy ha, rồi bây giờ em Điền sẽ chính thức giới thiệu bất động sản này tới cô chú chị nha. Đây nằm là khu dân cư thì tương đối là đông, cũng không thưa ha. Dân cư thì đây có dân cư hết rồi, dân cư hiện hữu. Đó, dân cư này, nhà ở sát bên luôn ha. Ra ngoài đây thì càng ra càng đông này, quốc lộ 5 sẽ bám theo thị trấn Phước Bụ này. Đó, điện đài đầy đủ, nước máy luôn ha. Nước máy điện đài đầy đủ luôn. Đó. Đó. Và cái vị trí từ vị trí bất động sản này mà đi xuống biển Hồ Tràm cũng như đi trung tâm huyện cũng như là thị trấn nó cũng rất là gần. Đó, biển thì khoảng là 12-13 cây. Còn mà đi ra trung tâm huyện thì khoảng 2-3 cây thôi, 2-3 cây số thôi anh chị. Đó, đường này thì mình cũng thông ra được nè. Nói chung là mặt tiền đường này á, thì thông thương giữa đường tỉnh lộ 329 đó, qua quốc lộ 5 đó. Thì anh chị cũng đã biết rồi, quốc lộ 5 thì đi được các tỉnh rồi đó. Giao thông rất là thuận tiện ha. Rồi bây giờ đây anh chị, bất động sản mình thì có tổng diện tích là 4.400 m² ha, có sẵn 320 m thổ cư. Thì 320 m thổ cư này rất thích hợp mình phân lô ha. Đó. Bất động sản mình thì ranh từ đây ha, ranh từ đây thẳng vào trong là 111 m ha, 111 m, và bo theo mặt tiền này là 93 m mặt tiền được nhựa này. Đó. Kiểu như hình cánh quạt á chị. Đó. Bò qua đây. Đất mình thì nằm ngay ngã ba. À. Thông thương ha, đường ngã ba này thì đường này đi tỉnh lộ 329 cũng được. Đường này đi cũng được ha. Đi ra khoảng một cây số thôi là ra 329 rồi. À, thì càng đi ra thì dân càng đông anh chị ha. Đó, sẽ bám theo mặt tiền tỉnh lộ 329 á, dân rất là đông. Ở ngay ngã ba này à, thì em cũng giải thích luôn. Đây, ngã ba này là không phải là đâm đường nha. Những cô chú chị nào mà đang kiểu mua đất mà đang gọi là không thích những cái bất động sản đâm đường này kia đó, thì em Điền cũng giải thích đây là cái ngã ba không phải là đâm đường nha. Đâm khi nào mà trực diện vào đất mới là đâm. Còn cái này là ngã ba đi theo cong theo đường nhựa này ha, đi ra quốc lộ 5 ha. Đó. Đây. Đây hiện tại trên bất động sản mình thì có một cái nhà nhỏ. Nhà vườn, nhà người ta làm vườn ha. Trên đất thì đang là đất trống, hiện tại đang cho người ta thuê trồng mì ha, trồng mì. Thì mì này cũng mới trồng thôi anh chị. Đó, ranh móc của mình thì đã có những cái trụ bê tông rồi. Cái vị trí này thì rất thích hợp là cô chú chị kiểu là phân lô làm nhà vườn hoặc là homestay này kia đó. Tại vì cái vị trí này cũng đi ra du lịch biển cũng rất là gần, cũng tương đối là gần ha. Đó, giao thông thì thuận tiện nữa, thì đôi lúc mình có thể mình mua về mình phân lô tách thửa, mình bán nhẹ vốn chút xíu hoặc là có lợi nhuận chút xíu, mình trừa lại một chút xíu đất để mình làm cái nhà vườn, làm chỗ nghỉ ngơi cho mình ha. Bên đối diện đây thì
Trạm Thanh Long nè. Đó. À, dân cư anh chị thấy không? Đó, dân nè. Nhà dân xung quanh nè. À, cũng không phải là thưa đâu. À, ranh mình thì sẽ tới đây ha, 93 mét sẽ tới đây. À, đất mình thì không có vuông lắm anh chị. Không được gọi là vuông lắm. Đó. Tới đây ha, ranh móc rào này. Tới đây là bẻ tới đây, rồi cong ra đây, rồi thẳng lui ha. Thì từ đây mà sâu vào trong khoảng gần 100 nữa ha. Đó. Là tổng 93 mét mặt tiền. 320 mét thổ cư này thì mình thích hợp phân 4 lô với lại một lô là diện tích là với một lô là có 80 thổ cư anh chị ha. Tùy theo nhu cầu của anh chị muốn tách ha, muốn tách ngàn cũng được mà 500 mét vuông cũng được. Miễn sao có là ít nhất là 80 thổ cư. Đó, 80 thổ cư thì mình tách thôi, cứ tách thôi. Dân cư xung quanh tương đối đông. Giá thì em cũng có báo rồi đó ha, 8 tỷ rưỡi cho tổng bất động sản này. À, thời điểm bất động sản sôi động thì bất động sản này rơi vào tầm 18 tỷ anh chị, 18 tỷ. À, bây giờ tính ra là cắt lỗ hơn 50%. À, giờ chỉ còn 8 tỷ rưỡi thôi. À, giá này thì chắc cũng là có thương lượng cho cô chú chị mình. À, nếu mà cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này liên hệ em nha. Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi anh chị. À, đi cao tốc. Nói chung là thông thoáng. À, khí hậu mát mẻ. Tại vì phía bên anh chị có thể nhìn qua phía bên kia thấy nè. Đó. Qua quốc lộ 55 đây chút xíu là đối diện bên kia là rừng nguyên sinh rồi, đường rừng nguyên sinh Phước Bủ Bên Châu. Thì rừng này cực kỳ lớn luôn. Kéo dài từ thị trấn Phước Bửu xuống Bình Châu, dường như là đầu huyện và cuối huyện luôn anh chị ha. Rồi em Điền cũng xin được phát dừng clip mình tại đây và xin kính chào và hẹn gặp cô chú chị lại những clip sau của em Điền nha. Xin chào.